lứa nó mò dẹm rồi nha bà con. Bà con chào bà con. Ý, gì? Cua hả? Ý, dẹm đó. Con dẹm nó bự đó nha. Con gì nữa nè? Đây gặp cái chơi ăn cái là tiêu luôn quá bà con. Mò mò nhiều khi ra ăn cá chê á. Cá chê nó hay lũi vô đó. Ê, con dẹm to. Bự không? Bự. Bự dở lên nha. Bà con ơi, mình đang quất lên đây. Một, hai, ba. À, dở lên rồi, đâu. Xe đưa bàn tay xe đó, đó. Con dẹm bự luôn rồi nha. Bự luôn ơi. À, ngon lắm con dẹm nè. Dẹm này là ngon rồi, còn gì nữa. Gì vậy? Ở dưới này chắc có, bên kia kìa, bên kia chắc có. Bên kia bữa hổm á, bữa hổm bắt bên kia nhiều á. Nhớ không? Nhớ lần nào có đứa nào nó lợi nó bắt nguyên một bịch luôn. Con coi video của chú rồi. À, dẹm không rồi nè, dẹm bự bự hết rồi nè. Nhà lên trên mạng coi thử rồi. Nhớ không, có mấy đứa nhỏ nó mò ở chỗ này nè, có mùa nước á. Nó mò một đống luôn. Cả ký luôn, nó tính trò chung. Nhớ lúc trước là lúc đó có Hoài nè, với thằng gì nè, với thằng Tiến giống thằng Bùa, nó kêu Hoài, Hoài vậy đó. Rồi chú đó nói là có con cá sấu, chú đó. Rồi Hoài hết rồi. Té luôn. Chỗ nào có cát nó mới ở. Cát nè, trong đây là chú. Này mò sâu quá trong đó sao có. Cống này phải có nước nhiều là bắt đã luôn. Hôm nay em mò cho gì vậy? Chứ hai chữ L á, lạ lạ. Ơi, một em đang ở đây nè. Cái gì vậy? Cái gì la ung sùm vậy? Dẹm hả? Cua. Cua hả? Nào, dở cua này muốn lột rồi nè. Ôi. Đâu rồi? Mọi người nhớ bấm đăng ký vào cái chuông nha các bạn. Đâu dở cua rồi. Cua này cua gì ta? Con này con muốn lột rồi nè. Càng đen đen biết rồi đó. Bữa nay đi đâu mà hai anh em dẫn nhau lại đây vậy? Là tại vì nãy tính chạy vô kia chạy đi đâu? Chạy rồi, lại. Chạy. Đất lạnh ngắt luôn à. Nè, chút nữa nè, con tin kẹt đó nha, chút nữa nè, con coi xong rồi hết là con bấm hai ba nút gì nè. Bóng hai ba nút luôn. Không có đăng ký chưa? Đăng ký. Đăng ký bà gì nè, đậu nóng hả? Ừ. Đăng ký bấm vô bả xong rồi. Xong rồi nhấp luôn. Có chỉ bạn bè coi không? Có giới thiệu bạn coi không? Có. Nhớ cái hàng gì mà mập lúc đó đó. Đâu giờ đem lại đây dở lên tôi quay coi. Nè con dẹm này nha bà con. Con này là ai vậy? Ui. Bữa con không biết gì luôn á bà con. Con này là kêu con dẹm nè, nó ăn ngon lắm á. Ký người ta bán ký hình như là 30.000 á. Tụi nó mò dẹm ở dưới kinh bự bự. Giờ con dẹm nó sinh ra, nó giờ nhỏ nhỏ. Trời ơi, ổng quá, mỏi rồi. Mỏi đây. Mày đi ra mày. Không quen thằng mày. Hồi đó mà cục mép
trong đây nè, dính nhiều lắm á. Bà con nghe chưa bà con? Wow. Điểm đâu chui trong đó trời. Ôi, chỗ nào có cát mềm á, mấy con dẹp nó hay trốn trong đó. Bà con thấy cái gì chưa bà con? Cua nè, cua bự. Ôi, cua này có đĩa nha bà con. Bà con nhìn đĩa nè. Đâu, đĩa đâu. Đấy, cầm cua mới được. Bà con thấy chưa? Nó bò lết nè, thấy không? Đĩa hả? Đó, mấy con đĩa đó. Dễ quá, kinh dị quá, cô không lấy đâu. Thả đi. Xem chơi vậy thôi. Một con dám nữa kìa bà con. Cái này á, con tụi con bắt nó xong rồi con đem về để ngâm nó. Ngâm nó cho nó nhả mấy cái sình ra. Ở đây có cái hang nữa nè bà con. Này nướng ăn cũng đã lắm đó nha. Chú cũng ăn rồi á. Ăn rồi. Kinh dị quá, đừng có nhìn cái đó nữa. Mương nước khô hết trơn à. Đóng quá đã luôn rồi bà con. Cái hang vậy nè. Cái bịch nè. Cái bịch hả? Thôi để đi con cầm tay được không? Cầm hơi rớt hết giờ. Mày mấy nhóc ủa, nó bà đi. Con ơi bà con. Đi mò dẹm, dẹm nó. Dẹm nó chết rồi. Đâu? Xoay. Nó lên coi. Nó mò ra đâu ra bắt được con ếch nữa này trời. Hình luôn. Cái này con ếch đó nha. Kiếm có bao bỏ nó vô. Có bao cả luôn. Thả luôn hả? Cái gì? Xác nữa hả? Phải có nước chảy mạnh có lý ha. Mùa này nước khô hết trơn. Gì chửi dữ vậy trời? Này đàn bò nó về nè. Ôi, đàn bò luôn. Đàn bò này đông nhiều. Con gì? Con này là cái con chuồn chuồn. Nó nở qua ra con chuồn chuồn á. Cái này con nó lớn lên nó thành chuồn chuồn. Nó lột vỏ anh chuồn chuồn á. Bò đi kìa.
Chiều rồi bà con ra lùa bò về. Giống như lùa vịt á, lùa vịt xong rồi lắm chứ. Sáng sớm kìa mới có. Sáng sớm vịt mới đẻ. Tối nó đẻ. Tối nó đẻ còn ghê hơn là gì nữa. Nó đẻ một cách siêu tốc. Bụng không luôn à. Đi lượm được là nhiều không? Lượm cũng nhiều trứng lắm. Dẹm nó nằm chui dưới cát nữa. Được con nữa nè. Ê! Con ơi! Giờ con nữa nè bà con. Con bự hơn tí nữa nè bà con. Cái con này là nó khi là nó lột vỏ ra đó là nó thành con chuồn chuồn nè bà con. Bà con ơi, con nữa, con nhỏ hơn gấp 10 lần. Có con cá sặc luôn nè. Cá sặc nhí nè. Bà con ơi, con này nó nhỏ hơn gấp 10 lần nữa. Nhiều vậy ta? Nhiều lắm. Ở đây con cua nữa nè. Trời ơi, để bự quá. Mấy con này là ăn được nè. Ăn được nhưng mà nướng mới đã. Ôi, cá nè, cá này mọi người. Trời ơi. Mấy con này là cái con chuồn chuồn á. Bà con nhìn nè, nhìn cá nè bà con. Cá gì vậy? Cá sạc. Nè, trả hai con chuồn chuồn. Chuồn chuồn nước, thả đi. Bắt dẹm thôi. Quậy, không làm gì xém cái tương nó quậy. Quên ngẫu luôn, chuồn chuồn không? Chuồn chuồn không hả? Chết rồi hả? Này này mấy em nó đi chơi, nó đi mò dẹm nè. Mò dẹm bắt cá này nọ. Mò dẹm giống trước á mọi người. Để lên, dở lên xem có dẹm bự. Cũng quá là một người nữa hy sinh và một người là một người nữa ra đi. Thôi đi được rồi. Tại con quy ở đây là cái mương nước này là nó chảy từ tới mùa mưa nó chảy mạnh lắm, nó chảy từ ở trên núi xuống, chảy xuống đây rồi nó lòng vòng rồi đi chảy xuống dưới kinh luôn. Ủa mấy con dẹm nãy sao rồi? Hả? Bỏ hết rồi hả? Mấy con dẹm? Mấy con dẹm á? Mấy con dẹm bỏ hết rồi hả? Đó bên kia kìa, chút nữa. Chút lấy hả? Rồi đắng nè. Bên này rau đắng rồi nha. Để tử tôi nè. Bao hả? Bao. Này chưa ăn nè. Chỉ nhổ rau đắng nè. Cái ruộng này bữa hổm lại thấy nhiều lắm.
tròn chặt ơi nữa. Cái này nó cũng hơi già già rồi nè. Chỗ này thì cái ruộng này của họ cũng thấy nhiều lắm. Ủa thủ ở đâu ba cục nè. Bà con ơi, bà con. Dạ con ơi. Đi lấy chưa? Dạ em mới lấy rồi. À. Tại sao tôi chớ nên cũng còn cái gì? Đó lúa hả? Dạ. Lúa bao nhiêu kg mà anh? Ký được nhiêu? Dạ bao nhiêu kg thì 5 gram, nó bị kg 3 gram. Cái lâu hay một mớ đòi ngay. Đòi ngay mưa trước bạn tiếp bạn cho ra cái này có nhiều thì rẻ một chút, còn có nhiều thì chắc cũng được 15.000 ký. Còn bữa nào hiếm thì lên được 5.000, 20.000. Mà ra chợ là chắc không dưới 20. Là chênh thật xa. Dạ. Lúc rơi, rau đắng này nó mọc ở trên đồng đó nha bà con. Tới mà ruộng khô á, ruộng khô cái nó tự nó mọc ra. Ở rau đắng này ăn ngon. Nó mới vô cục bách á. À nà nó không chắc. Chắc ờ phải đánh rừng. Chà phải đánh rừng. Anh khơi đỏ sừng mặt tết đấy nè, à xế nè. Tới cắt, đã cắt nâng khơi miên nâng khối đỏ dần lộn. Mùa à xế khang khổm nè. À xế khang 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 chương á. Khang chương quá nâng có sổ bố ra. Cái khơi nước bạch chọp là hôn ra. Nó tè hãy này nè. Ai biết ta bé hay ai từ nào bé kì mau bên nào bên này mau nữa bé khơi mấy bút mấy đồ hú lang tới to rồi lửa dạ năm tao cây bộ tập nóc độ chọn tập nóc dạ dạ bây giờ khắc kim miên sẽ bỏ kê nó dạ tập lỗ sẽ tập lỗ cái khơi cơ cái đó nó sẽ là lột nè. Em đang nhổ rau đắng nha bà con. Rau đắng này là rau này nó mọc tự nhiên đó. Chứ không có thuốc, không có xịt thuốc, không có gì hết. Tới ruộng nó khô là cây rau đắng nó tự nó mọc lên đó. Rồi ta xuống ta nhổ. Rau đắng này ngon hơn rau đắng đồng. Rau đắng đồng ăn không ngon. Rau đắng đồng ăn ngon hơn rau đắng biển. À bà lại mà ăn tiết cái rau đắng này bà ta nương ấp chan nhỉ ấp chan kia mình đi mà đang cái thư là bòi đấy nó bà ta là bòi à bà mặt đây bòi dương ấy chan chưa. Nó slo mùi thấy mùi sạch đây không bàn chứ ngàn nhật à. Đó, chùa Thảo Phá đó phía sau lưng đó là chùa Thảo Phá. Cái đồi Thảo Phá. Trời lạnh. Đi. 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 Đi